Những nguồn tin phát xuất từ Hà Nội cho biết, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã giải quyết xong danh sách các ứng viên chính thức cho 4 chức vụ hàng đầu. Theo nguồn tin riêng chưa thể kiểm chứng được, thì ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục vai trò Tổng Bí thư trong lúc chờ đợi Đại hội 12 chọn người thay thế. Chủ tịch nước là Đại tướng Trần Đại Quang, Thủ tướng là ông Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. 4 tàu cá Việt Nam bất ngờ bị 10 tàu cá Trung Quốc bao vây và phá hại ngư cụ tại vùng biển Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị hôm 3 tháng 1 năm 2016. Nhưng đến chiều ngày 4 tháng 1, cảnh sát biển Việt Nam mới có mặt tại hiện trường. Khi nhìn thấy tàu của cảnh sát biển Việt Nam thì các tàu cá Trung Quốc bỏ đi. Các cơ quan chức năng Hà Nội vừa phát hiện một số lượng nửa triệu đơn vị thuốc tân dược đã hết hạn sử dụng nhưng vẫn bán cho bệnh nhân. Số lượng thuốc này bao gồm các loại kháng sinh, thần kinh, thực phẩm chức năng và thuốc cai nghiện. Nam Hàn và Hoa Kỳ đang thảo luận để Washington đưa thêm những loại vũ khí chiến lược tối tân nhất đến Seoul với mục đích biểu dương sức mạnh quân sự và thực hiện đúng cam kết sẽ bảo vệ an ninh quốc phòng cho hai đồng minh Nam Hàn và Nhật Bản trước nguy cơ có thể bị Bắc Hàn tấn công bằng phi đạn hoặc vũ khí hạt nhân.